Ôi, phát hiện Mũi đi đâu đó. Mũi chạy xe đâu đó con? Mũi đi mua đồ ăn giặt hả? Mũi đi phố hàng ăn nữa. Mũi đi phố hàng ăn phải không? Ủa tiền đâu rồi ta? Có tiền chưa? Chưa. Có rồi nè, mẹ đem rồi nè. Mẹ có ăn. Thôi đi ra tới nơi đi rồi cho. Mua gì ăn rồi cho. Hôm nay Mụi lại đi phố hàng ăn nữa nha các bạn. Chạy xe từ từ thôi, chờ mẹ với. Ui Mụi chạy tay lái lụa quá các bạn ơi, chạy nhanh thì cả nhanh luôn. Sao vậy hả? Đáo vô chở mẹ hả? Mẹ đi chậm quá, trở vô chở mẹ đi hả? Đi đi con, đi đi, chở nổi không? Nổi. Con chở nổi nhưng mà bánh xe chở không nổi. Xe chở không nổi. Mẹ lên cái là xẹp đép bánh xe nổ cái bùm. Bùm. Bụp. Làm cái bụp là hết đi luôn á. Đi từ từ thôi, con chạy từ từ thôi, chờ mẹ đi kịp. Chạy nhanh quá mẹ đi không kịp. Biết không? Ôi, kệ giá. Xe rơi xuống mương luôn nha. À, chạy từ từ, chạy trên đường á. Đừng ra lỗ nha, tới đầu đường đợi mẹ. Mày nhìn gì vậy hả? Hả? Mẹ đạp xe đạp được. Mới đến đây con dứt bong bóng lớn đó. Vậy hả? Nó xẹp rồi. À thấy bong bóng ở đó giờ xẹp rồi hả? Bữa đi học giờ lâu lắm rồi. Từ từ, từ từ ra. Rồi vẹo ra chạy sát bên này lộ nha. À, cô quán cá viên chiên đang bán, đang đứng đó, thấy không? Rồi đi tới đó rồi ngừng lại qua đường nha. Đi. Đi từ từ lên. Bông đẹp quá mọi ơi. Ông bên đường nó đẹp quá, quá đi không có xe. Nay vắng xe. Qua. Ở nhà chứ đâu có đi đâu. Tết ở nhà không à. Mua gì nữa cô làm đi. Kêu đi. Mua phô mai viên hả? Mua phô mai viên. Lấy mấy viên đi? 6 viên. Lấy mấy cây phô mai que? 4 cây đi. Ờ. Trong gà khoái ăn phô mai que à. Nhỏ xíu à. 2 cây. Rồi muốn ăn gì nữa không? Cái đấy 1 cây hay 2 cây mũi? 2 cây. Cái đấy 2 cây nữa thôi. Vậy thôi. Rồi đi qua mua bánh tráng tọng đi. Quanh tạp phố hàng ăn mua đủ hết trơn. Đi con chừng con. Này có bánh tráng tọng không? Tổng cho 2 hộp đi. Cuốn hả? Này cuốn nữa hả? Rồi xe à. Thôi xe đâu rồi Mũi? Xe bỏ đâu rồi? Xe để đó đi, để đó đi, để đó luôn đi, đứng đây à. Đi đâu hả? Rồi ngồi đợi cô tổ bánh tán nha. Thôi cô trộn xong là về đó nha.
à. Rồi, có cái cây ba lá đẹp quá à. Đẹp vậy, ở đâu ạ? Bông đẹp nha. Lá tím, bông tím luôn. Trời ơi, đi mua bánh với bạn muội và bạn muội chạy về trước luôn các bạn ơi. Muội chạy về trước. Sao chạy về trước bỏ mẹ vậy? Hả? Chạy về trước bỏ mẹ để mẹ xách lên sau nè. Kỳ ghê luôn á. Rồi xách hai bịch bánh tráng trộn vô đi. Rồi đi vô. Đi mua mà kêu về. Kêu về không về. Cái này coi chừng đổ nha. Rồi đi. Cậu ba xách giùm. Dữ vậy, đã dữ ta. Tả muội. Muội chở kia vô rồi hả muội? Muội chạy vô, chạy ra, chạy vô, chạy ra liên tục luôn. Anh Hai Mão đợi kìa, anh Hai Mão đợi nãy giờ kìa. Hai Mão đợi lâu không Hai Mão? Yeah. Hai Mão giơ tay kìa. Anh Hai Mão nói đợi lâu lắm rồi. Muội mở ra đi. Nhanh lên. Nóng quá. Nóng hả? Wow, hấp dẫn quá các bạn ơi. Cái gì muội? Phô mai que, xúc xích, cá viên, phô mai viên nữa. Sáu cục. Dữ dội luôn. Hôm nay có 6 cục phô mai viên. Cậu ba sẽ ăn. À, anh Hai lại đây, anh Hai lại đây. Đố cậu ba có mấy phô mai que cắt sợi? Đố cậu ba. Bạc 4 cái. Hay quá, rồi đó, sao đẹp không? Rồi anh Hai giơ tay lên. Cho anh, cho một cái cây. Cho cái cây từ từ để cho anh Hai. Phần chưa lấy tương mà chị. À, anh Hai Mão chỉ, còn lấy tương nữa. Anh Hai Mão là mội quên tương. Mội quên tương, anh Hai giỏi quá. À, biết hết trơn. Ủa, thấy tương gì vậy? Tương đen không à. Tương đen hả? Nay lấy tương đen không à, tại thấy muội với Mão ăn tương đen không à. Nên nay nói cô lấy tương đen thôi nha. Mão ve yeah đi. Dạ yeah. Mão ăn trời ơi. Cái gì đây? Ăn cá viên đi. Mở ăn cá viên nha. Ăn sao muội? Nóng hả? Còn nóng thôi. Còn nóng, từ từ. Nóng từ từ. Sao vậy? Từ từ bình tĩnh. Có ba vẽ tách cá viên làm hai cho mau muội. Mão ăn. Ôi, coi muội ăn kìa. Nóng quá. Vậy nha, tới Mão nè. Chưa, từ từ nha Mão. Nóng quá, bộ khoái ăn quá. Nóng, nóng, nóng. Rồi, tới Mão nha. Rồi, Mão mừng. Mừng sao, mừng sao. Tới Mão nha. Ừ, có chấm tương cho Mão nữa nha, cậu ba. Mão chỉ chấm rồi, tương. Rồi, nè, 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 nè. Chấm tương, chấm rồi. Ăn. Không? Yeah, không? Ngon, quá ngon. Tới muội đi. Không không? Muội ăn gì? Mọi à, không ai que nha. Luôn, dữ. Rồi, mở ra đi coi nó có kéo sợi được không? Mọi mở ra. Kéo ổn đó. Ôi. Cái vàng nhất là thắng nha. Ôi, đứt rồi, đứt rồi. Anh Hai ve quá trời. Mọi chừng đạp cái tương vô. Nè mở. Tới anh Hai kìa. Anh Hai muốn ăn phô mai que luôn kìa cậu ba. Hai bóc mùi que, hai nó phải kéo sợi giống mùi, kéo sợi giống mùi được đó. Anh Hai kéo sợi rồi đó, anh Hai kéo cái dài giống mùi luôn. Anh Hai được cái sợi thì là dài luôn. Mùi ăn, anh Hai cho mùi ăn, đã, ôi rồi, gớm rồi. Mà bị Mão trôi rồi. Anh Hai Mão trôi mùi rồi kỳ á. Tới mũi trôi anh Hai ạ. À. Ôi quê. Quê cho anh Hai quê rồi kìa. Hai giận rồi kìa. Hai giận rồi kìa. Nhanh lên cho hai phô mai que đi. Sao em mã ủa? Đây con làm không? Ê trời, còn nắm, còn mắm quá. Quá quá quá, còn ba kéo sợi dài quá trời luôn. Nhanh lên. Còn nắm thì hỏi hỏi. Ừ, anh Hai chỉ mùi ăn gì vậy? Cho hai ăn với. Ồ ừ, giỏi quá. Muội giỏi quá. Vỗ tay qua không muội đi hai. Vỗ tay. Giỏi quá. Trời ơi. Rồi cậu ba cho anh Hai ăn phô mai que kép sợi nha.
nhớ chấm tương nha cậu ba, bảo nhắc nhớ chấm tương nha. Rồi. Nhớ chấm tương nha. À, phô mai sợi kìa. Nè. Phô mai cái sợi kìa. Đã hạ miệng ra còn hôm nãy ăn nhiều rồi, chưa ăn hết. Ôi mũi kéo nè. Để đây đi chút cho mẹ ăn. Đã. Dữ. Dữ rồi, cho mồ mão đi, cho mão kéo sợi đi. Nè. Đó, ăn phô mai kéo sợi nha. Thì. Trời ơi. Dính tùm lum luôn. Ủa làm gì mà? Hai được rồi, anh hai đang ăn cái đó. Hai đang ăn, con ăn đi, con ăn đó đi. Ồ, ngon quá. Cậu ba ăn thử miếng đi cậu ba. Cậu ba sẽ ăn phô mai cái sợi nha. Ồ. Phô mai cái sợi ngon lắm hay sao á, thì nhau ăn người ta. Ba cậu cháu thi nhau ăn phô mai kéo sợi nha. Làm mỗi. Không biết cậu ba còn chồng rồi. Biết rồi đã rồi. Cậu ba lừa rồi phải không? Con biết từ chiều con đi thả mẹ ra nhưng mà biết cậu ba chọc rồi, cậu ba gúp lại. Vậy hả? Biết luôn hả? Anh hai ăn xong chưa hả? Mình nghe mẹ con biết từ lâu, bình thường. Bình thường cậu ba chúc con hay con những điều. Ghen cốt sẽ ra lắm. Cậu ba, lúc này có những điều cắt cốt sẽ ra. Rồi, dính cho quần em rồi. Tiền, tên, tên. Anh hai là... Bye bye các bạn. Rồi, bye bye các bạn đi. Bye bye. Tâm thủ, tâm thủ. Mẹ tắt đi. Mẹ tắt rồi. Nãy giờ sao không ăn cá viên mà ăn toàn là... Ủa, không ăn rau mà ăn ba cậu cháu ăn cá viên không à? Ôi, muội tắt camera rồi muội. Ơi, tắt rồi cái muội ăn vậy à. Mẹ tắt rồi mà sao mẹ ăn rồi? Mẹ tắt rồi.